Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, tuần 4, luyện tập trung. Tiếp theo, bảng nhân 6, bảng chia 6, bảng nhân 7, bảng chia 7. Sách giáo khoa môn toán lớp 3 dùng cho buổi học thứ 2. Bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 15 nào. Rồi chúng mình sẽ đến với bài số 1 này. Thì yêu cầu là tính nhẩm. Như vậy đây sẽ có này 6 x 2. 6 x 2 thì quá dễ rồi đúng không? Bảng nhân gì? Nhân 6. 6 x 2 bằng 12. 6 x 4 bằng 24. 6 x 6 36. Ok. 7 x 3 21. 7 x với 5 3 35. 7 x với 7 4 9. Được chưa? Quá dễ dàng nhá. Các em có thể dừng video lại chúng ta làm để đối chiếu kết quả với thầy thôi. 18 chia 6, bảng chia 6 này. 18 chia 6 bằng 3. 12 chia 6 bằng 2. Được không? 30 chia cho 6 bằng 5. Rồi. 28 chia cho 7 đây, bảng chia gì? 7 bằng 4. 14 chia 7 bằng 2. 42 chia 7 bằng 6. Như vậy đây chúng ta được ôn lại bảng nhân 6, bảng nhân 7, bảng chia 6 và bảng chia 7 nhé. Sang bài số 2. Bài số 2 ta cho này. Tô màu vàng vào kết quả ghi phép tính lớn nhất, màu đỏ bé nhất và màu xanh vào các kết quả là bằng nhau. Đó. Như vậy ở đây chúng mình sẽ thấy này. Màu muốn biết kết quả của phép tính nào tô màu đỏ, kết quả phép tính nào tô màu vàng và kết quả phép tính nào tô màu xanh thì nhiệm vụ của chúng mình phải làm gì trước nhỉ? À đúng rồi, thực hiện các phép tính này đã nhá. 24 chia cho 6 thì bằng mấy? Thầy ghi đây nhá. Bằng 4, đúng nào. 6 x 7 là 40 mấy? 42. 36 chia 6 thì bằng 6 này. 7 x với 6 là bao nhiêu? 42. Và 7 x với 7 là 49. Như vậy mình đã có kết quả của các phép tính ở trên những cái quả này rồi. Giờ mình sẽ lấy 3 cái màu ra. Đó là màu gì? Màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Lấy 3 màu ra nhá. Đây, màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Ok. Thầy đã có đủ 3 màu. Bây giờ người ta yêu cầu cái gì? Tô màu vàng, phép tính kết quả lớn nhất. Chúng ta xem các số này, 4 này, 42, 6, 42 và 49 đâu lớn nhất? À đây này, 49 là lớn nhất đúng không? Mình sẽ tô màu vàng này. Đấy, tô màu cứ nhớ là tô từ ngoài vào trong nhá. Ok. Như vậy mình đã tô xong phép tính có kết quả lớn nhất. Rồi tiếp theo. Màu gì? Màu đỏ. Phép tính kết quả bé nhất các số này 4, 4, 2, 6, 4, 2. Ai bé nhất? 4 sẽ bé nhất đúng không? Bé nhất thì mình tô màu đỏ vào đây. Đấy. Được chưa nào? Đấy, ta tô đây màu đỏ nhá. Ô văn kệ. Xong. Rồi, tiếp theo mình sẽ tô màu gì? Xanh.
phép tính có kết quả bằng nhau như vậy. Đây chỉ có hai số này bằng nhau đúng không nào? Đấy, vậy thì cả hai cái quả này nè mà có hai phép tính bằng nhau, chúng ta sẽ tô cho nó màu xanh nhá. Được chưa? Ngon lành chưa nào? Ngon lành cành đào đúng không nào? Một cái màu xanh. Rồi, quả tiếp theo cũng tô cho nó màu xanh. Được chưa? Rồi, xong nhá. Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành bài số 2. Sang bài 3. Điền cái số nào? Như vậy các em thấy đây, 6 nhân với bao nhiêu thì bằng 12. Số gì? Thừa số nhân với thừa số bằng tích. Muốn tìm thừa số thì mình lại lấy tích là bao nhiêu? 12 chia cho thừa số kia, tức là chia cho 6. 12 chia 6 bằng mấy? À, bằng 2. Như vậy chúng ta sẽ điền vào đây là số gì? 2. Được chưa? Tương tự nè. Thừa số nhân thừa số bằng tích. Muốn tìm thừa số, lấy tích là 30, chia cho thừa số kia, tức là thừa số đã biết. 30 chia cho 5 thì bằng 6. Như vậy mình sẽ điền đây là số 6. Ok. Rồi, tương tự. Thừa số nhân thừa số bằng tích. Muốn tìm thừa số, ta lại lấy tích 21, chia cho thừa số kia, tức là chia cho 7. 21 chia 7 thì bằng 3. Như vậy đây chúng ta sẽ điền số 3. Được chưa? Rồi, sang câu B nhé. Số bị chia, số chia thương. Muốn tìm số chia này, sẽ lấy số bị chia 24, chia cho gì? Chia cho thương là chia cho 4. 24 chia 4 thì bằng mấy? 6. Vậy thì đây sẽ là số 6. Ok. Số bị chia, số chia thương. Muốn tìm số chia, lấy số bị chia 35, chia cho thương là chia cho 5. 35 chia 5 thì bằng 7. Như vậy đây sẽ là 7 nhá. Được chưa? Rồi, số bị chia, số chia thương. Muốn tìm số chia, lấy số bị chia 70, chia cho thương là 10. 70 chia 10 thì bằng 7. Ok. Xong. Bài số 5. Bài số 5 người ta cho như sau. Trong dịp đi dã ngoại, học sinh lớp 3E được chia thành 4 nhóm để chơi trò chơi. Mỗi nhóm có 8 bạn. Hỏi lớp 3E có bao nhiêu học sinh đi dã ngoại? Đơn giản không? 4 nhóm này, mỗi một nhóm thì có mấy? 8 bạn. Một nhóm thì có 8 bạn. Vậy thì bây giờ mấy nhóm? 4 nhóm. Thì chúng ta sẽ lấy gì? Một nhóm là 8 bạn. Nhân với mấy? Nhân với 4 nhóm. Ok chưa? Đó. Như vậy thì đây chính là số gì? Số học sinh mình sẽ tìm được dựa câu hỏi để trả lời. Hỏi lớp 3E có bao nhiêu học sinh đi dã ngoại? Thì chúng mình sẽ trả lời lớp 3E có số học sinh đi dã ngoại là, hoặc là gì? Số học sinh đi dã ngoại lớp 3E có là, đều được đúng không nào? Đó, vậy chúng ta sẽ trả lời nha. Số học sinh lớp 3E đi dã ngoại là, được không? Đó.
8 x 4. Như vậy 8 x 4, chúng ta chưa học bảng nhân 8 này. 8 này nhân với 4 này, tức là 8 được lấy mấy lần? 4 lần đúng không nào? Sẽ là 8 cộng 8 cộng cho 8 cộng tiếp cho 8. 8 cộng 8 16, 16 cộng với 8 là 24. 24 cộng với 8 thì bằng bao nhiêu? 32. Như vậy đây chính là gì? Kết quả này các em sẽ là 32. 32 gì? Học sinh. Được chưa? Đó, và đến đây chúng mình ghi đáp số. Như vậy thì lớp 3E sẽ có 32 học sinh đi dã ngoại. Ok chưa? Xong nhá. Rồi, sang bài 5. Điền cái số nào? Bài này thì quá dễ rồi đúng không? Bạn nào cũng có thể làm được. 42 chia 6 bằng mấy ghi vào đây? À, 42 chia 6 là 7. 7 x 9 bằng bao nhiêu ghi đây? 7 x 9 là 6. 63. Xong. 49 chia 7 à bằng 7. 7 x 6 là 4. 42. Dễ không? Rồi câu C này. 42 chia 7 bằng mấy? À bằng 6. 6 x với 5 bằng 3. 30. À 30 chia cho mấy thì bằng 10. Số bị chia, số chia thường. Muốn tìm số chia, lấy số bị chia là 30, chia cho thương là mấy? 10. 30 chia 10 thì bằng mấy? 3. Như vậy đây ta sẽ điền số 3. Ô văn kê. Rồi, như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành tuần số 4 nhé. Hãy chia sẻ video và chia sẻ kênh của chúng mình cho thật là nhiều những bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhé. Hẹn gặp lại chúng ta ở trong bài tuần số 5.